đất sổ sẵn tại đường số 1 của xã Bình Thắng, thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước. Và vị trí này quý vị nhé, vị trí này sổ sẵn rồi, có thổ cư rồi, mặt tiền đường nhựa đường số 1 Bình Thắng nha. Và di chuyển 200m là tới quốc lộ 14. Với lô đất này quý vị, giá hấp dẫn luôn quý vị nha, chưa đến 500 triệu. Chưa đến 500 triệu sở hữu được lô đất đẹp như thế này rồi quý vị nha. Sở hữu được lô đất đẹp như thế này rồi. Mặt tiền đường nhựa đường số 1 Minh Thắng, đối diện căn nhà đấy, căn nhà mái Thái, biệt thự vườn quý vị. Đấy, đang xây dựng. Rồi, đất chúng ta nằm ở đây quý vị nha. Ngay ngày hôm nay ở đây Trọng Thơ có một lô duy nhất thôi quý vị, một lô duy nhất thôi. Chạy thẳng đường này 200m chúng ta đã tới quốc lộ 14 rồi. Và ở đây là đường số 1, đấy, khu phố 4, xã Minh Thắng, thị xã Trơn Thành, tỉnh Bình Phước, sổ sẵn cầm tay và công chứng ngay trong ngày. Với lô đất này quý vị, giá hơn 400 nha, hơn 400 thôi, sở hữu lô đất đẹp rồi. Quan tâm với sản phẩm này gọi Trọng Thơ, số điện thoại Trọng Thơ để trên trang cá nhân, và nhớ đăng ký kênh để có những sản phẩm mới nhất tại thị xã Trơn Thành, Bình Phước và đầu tư lợi nhuận trong tương lai.